Tiếp theo cái video sửa chữa lần trước thì có một số bạn hỏi mình thêm về nhiều lỗi khác. Thì tiện thể hôm nay thì mình sẽ nói sơ qua về những lỗi mình hay gặp trên con robot nhé. Thì tiện thể hôm nay ở đây mình đang có một con robot bị lỗi men. Thì vấn đề mọi người thường gặp nó chính là việc mà khởi động nó sẽ bị ở giữa chừng hoặc là chạy rất là bất thường mà không phải liên quan tới nguồn. Nó liên quan tới nguồn thì thường nằm ở phần men lớn, còn nếu liên quan đến phần khởi động, khởi chạy thì nó sẽ nằm ở trên cái men nhỏ này nhé. Đó là cái men chính của con robot, men dùng để đưa ra các lệnh. Thì những vấn đề liên quan tới nguồn nè, tới chip wifi nè, thì ở đây là chip wifi, nếu máy không thể phát wifi ra, liên quan tới nguồn không thể sạc vào hoặc là báo những lỗi kiểu như là chưa bật nút nguồn lên khi sạc thì thường cũng sẽ nằm trên cái phần men nguồn này. Ngoài ra thì những lỗi khác thì mọi người sẽ tùy theo cái vị trí đó thôi. Ví dụ bạn lỗi cái bánh xe, mình xoay cái bánh xe nó bị lượng khẩm chẳng hạn thì có là do cái bánh răng, hoặc máy chạy bất thường có thể là do cảm biến bánh xe chổi cạnh hai bên, thì cái chổi nào không quay thì là lỗi ở bên chổi đó. Mọi người có thể thay cái phần motor chổi xem nó có xử lý vấn đề không. Tương tự với đó là cái phần bơm nước này, bơm nước, một mạch bơm nước đi trong này, nếu mà quạt không quay hoặc nghe lệch sạch thì nó chính là quạt bị vỡ. Còn là những vấn đề đơn giản hơn như là vấn đề về loa hoặc là những vấn đề về LDS thì nó sẽ báo ở trên cái phần mềm mà mình đã khi mà vệ sinh mà nó vẫn không thể xoay được, không thể hoạt động bình thường được, thì đó là lỗi ở trên cái phần LDS này. Thì mình thay nguyên cục cũng rất là đơn giản thôi, mình tháo ra thì mình chỉ cần thay những cái phần cục kết nối ở dưới này là xong. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thay cái men này cho mọi người coi ha. Ở đây thì con máy này bị lỗi men, thì khi khởi động thì nó khởi động không được, và vấn đề nó gặp đó là bị nước vào men bo dẫn tới là bị cháy tụ. Thì ở đây mình có một cái men khác, và mình sẽ thay cái men này vô. Rồi thì mình gỡ cái cổng cáp kết nối ra. Máy của EcoVac được thiết kế cho việc thay thế cũng khá đơn giản thôi. Sau khi gắn lại cái cáp này xong thì mình sẽ bật lên test nhé. Thì nếu mà máy khởi động bình thường và phần LiDAR này nó xoay bình thường thì chúng ta sẽ an tâm là cái men hoạt động ổn rồi nhé. Chúng ta sẽ lấy điện thoại để chúng ta kết nối và cho nó chạy thử khi mà đã gắn thêm cọc bụi. Ok, như vậy là nó đã hoạt động bình thường nhé. Bước tiếp theo chúng ta chỉ việc gắn ốc và gắn đầu lại thôi. Ok, như vậy là mình đã nói qua về cách để thay thế men bo của EcoVac T5 Hero. Thì hiện nay bên ongchungnoichoi.com vẫn đang cung cấp các linh kiện bao gồm men, bánh xe, các cảm biến và nhiều linh kiện khác của các dòng robot EcoVac. Nếu cần về vấn đề sửa chữa và bảo hành thì có thể liên hệ ongchungnoichoi.com để mua hàng nhé. Zalo của shop là 0826 123 678. Xin cảm ơn mọi người.